Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một chiếc máy ảnh Sony Alpha A5000. Đây là một chiếc máy ảnh đã qua sử dụng nhưng tuy nhiên ngoại hình của nó rất là mới. Và mình check shot của nó là hơn 3.000 kiểu. Với số shot chụp như thế này thì có nghĩa là cái chủ cũ người ta dùng rất là giữ gìn cũng như là rất là ít dùng. Các bạn cứ cảm tưởng như một chiếc xe máy mà mới đi 3.000 km thì nó còn mới như thế nào. Thì đối với một chiếc máy ảnh mà mới chụp 3.000 kiểu nó sẽ mới như vậy. Phụ kiện của nó thì bao gồm là một pin zin của Sony, một thẻ nhớ 16GB, một chiếc sạc cốc và một dây đeo. Đặc biệt khi mua tại bên DMAX 98 thì bạn sẽ được tặng một cái chiếc túi đựng xinh xắn kiểu như thế này. Túi đựng này thì có 2 ngăn và nó có thể đựng được một chiếc máy ảnh và thêm một chiếc ống kính nhỏ. Và các bạn mua về các bạn chỉ việc dùng luôn. Nói sơ qua một chút về chiếc Sony Alpha A5000 thì các bạn có thể thấy là đầu tiên là chiếc máy ảnh này nó có một cái màn lật 180 độ như thế này. Sẽ giúp cho các bạn selfie, chụp bằng một tay rất là dễ dàng cũng như là chụp livestream các kiểu. Và máy ảnh này thì bao gồm một cái ống kính rời là 16-50mm. Ống kính này thì không bụi mốc và không dễ che và có thể tháo rời ra. Đấy. Việc tháo rời ống kính ra như thế này sẽ giúp cho các bạn sau này dễ dàng nâng cấp. Ví dụ như các bạn sau này có kinh phí, các bạn có thể mua thêm một ống kính là 50f1.8 như mình đang gắn ở trong đây, là các bạn có thể chụp chân dung xóa phông rất là ảo diệu. Cảm biến của máy Sony Alpha A5000 là cảm biến 20MP, do vậy giúp cho các bạn chụp được ra những bức ảnh rất là tốt và chất lượng, cũng như là độ khử noise rất là ok. Đấy, chiếc máy này thì cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ, sẽ thích hợp cho các bạn nào mua về để chụp gia đình và chụp du lịch. Tại vì là máy to quá thì cầm nó rất là nặng. Cả bộ bao gồm là thân máy và ống kính 16-50 tiêu chuẩn, và cùng đầy đủ phụ kiện như pin sạc, dây đeo, thẻ nhớ 16GB và tặng kèm một cái túi đựng. Ngoài ra thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn cái sản phẩm này là 6 tháng. Do vậy các bạn sẽ, đối với các bạn mới chơi thì sẽ yên tâm sử dụng hơn. Cũng như là đối với các bạn đang sử dụng, đang tìm kiếm một chiếc máy ảnh tầm khoảng 4-5 triệu thì các bạn có thể cân nhắc chiếc Sony Alpha A5000 mà mình giới thiệu ở đây. Sản phẩm này thì được cung cấp tại DMAX 98 và với một cái mức giá là 4.600.000, cực kỳ rất là hợp lý. Đây là một sản phẩm cạnh tranh song phẳng đối với chiếc Canon M10 mà các bạn có thể đang lưu ý tới. Tham khảo thêm một số các mẫu máy ảnh khác, các bạn có thể truy cập vào trang web là dmax98.com cũng như là kích vào cái đường dẫn là máy ảnh cũ. Ở trong đấy thì bên mình có cung cấp một số các máy ảnh cũ khác để cho các bạn chủ động tham khảo cũng như là các bạn chọn được cho mình một chiếc máy ảnh ưng ý nhất.